rất lạc mẹ. Cháu ai thấy cháu ở đâu xin vui lòng đưa về thác Hòa Phong để gặp mẹ. Tên là Nguyễn Thị Khuyên, có cháu gái thất lạc. Cháu gái thất lạc 11 tuổi, mẹ tên là Khuyên, số điện thoại 098 937 6412. Ai nhìn thấy cháu gái chữ Anh Xuân 11 tuổi thất lạc ở đâu xin vui lòng liên hệ cho mẹ tên là Nguyễn Thị Khuyên, số điện thoại 098 937 6412. Xin nhắc lại 0970987 6412. Xin vui lòng gọi điện cho số máy 0989376412. Cháu chữ Anh Xuân, cháu gái 11 tuổi, mặc quần bò áo màu đỏ.